Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn kiên định và phép thử ngược với phe quân đội như thế nào. Từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990, bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì nền chính trị của Việt Nam đã bị gắn chặt với nước láng giềng phương Bắc này. Các đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho đến Nguyễn Phú Trọng, đều răm rắp tuân lệnh thiên triều. Đồng thời, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, mối quan hệ này quá bất bình đẳng, buộc ban lãnh đạo Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải phá lệ để thúc đẩy chính sách ngoại giao đa phương với hy vọng thoát được cái vòng kim cô của Bắc Kinh. Với phương châm Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia, coi trọng mối quan hệ với tất cả các cường quốc, chính sách này gọi là ngoại giao cây tre. Theo đó, trung tuần vào tháng 9 năm 2023, Hà Nội đã nâng mức quan hệ vượt cấp với Washington, trở thành đối tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với Bắc Kinh. Điều đó đã khiến cho Trung Nam Hải giận dữ. Chuyến thăm Việt Nam bất thường của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023 là để trách cứ cũng như buộc Việt Nam phải gia nhập cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Với âm mưu, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phải luôn cao hơn một cấp so với quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Được biết khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vào thế lưỡng nan, theo cũng dở mà chịu ở cũng không xong. Ông được cho là đã diễn bài vờ khóc nức nở trước họ Tập trong lễ chiêu đãi quốc yến tối ngày 12 tháng 12 năm 2023 để thoái lui. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng có nhiều biểu hiện xấu đi. Bắc Kinh luôn luôn duy trì một chính sách chia để trị thâm hiểm đối với Việt Nam, trong khi đó ông Trọng luôn chiều lòng Bắc Kinh một cách vô điều kiện. Đó là lý do nhiều ý kiến chỉ trích ông là thái thú của Trung Quốc cũng chẳng khoan. Cũng chính vì vậy mà trong lễ tang, ông Tập bày tỏ sự tiếc thương với Tổng Trọng một cách quá mức, trong khi nhiều lãnh đạo Việt Nam thì lại cười tươi, sung sướng khi ông Trọng chết đi. Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Tô Lâm, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã xảy ra những xáo trộn chính trị. Việc Quốc hội bất ngờ tuyên bố sẽ bầu lại chức danh Chủ tịch nước để thay thế cho Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những xáo trộn. Ông Tô Lâm đã phải chấp nhận thoái lui trước sức ép của ban phe đảng và phe quân đội. Trong bối cảnh hết sức phức tạp này, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn dõng dạc tuyên bố rằng Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Có thể hiểu là sẽ có những cải cách trong thời gian tới. Đặc biệt mới đây, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, cựu Ủy viên Trung Đảng Nguyễn Đình Bin đã gửi tâm thư đến Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Đây là điều mà Trung Quốc hoàn toàn không muốn. Theo giới quan sát, động thái vừa kể trên là một cú sốc. Một cựu lãnh đạo cấp cao lại công khai kêu gọi đa nguyên đa đảng, vốn là điều cấm kỵ tuyệt đối. Phải chăng đây là phép thử ngược của ông Tô Lâm đối với phe tướng lĩnh quân đội đang nỗ lực cản phá xu hướng, cũng như chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ và phương Tây? Đáng chú ý, công luận vẫn chưa thấy Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ phản ứng trước lời kêu gọi của ông Nguyễn Đình Bình. Một nguồn tin nội bộ cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng làm đẹp hình ảnh của mình để lấy lòng các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị bằng các chính sách quan tham, vì nếu không sẽ khó có được sự ủng hộ của họ để được bầu trong trường hợp đặc biệt. Nếu không thì hết khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đến tuổi buộc phải nghỉ hưu. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn kiên định và làm phép thử ngược với phe quân đội như thế nào. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm tháo lui trước áp lực của phe quân đội và Trung Quốc có vai trò gì? Vào ngày 3 tháng 9, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về sự kiện Tổng thống Philippines đã sửa lại lời cảm ơn Việt Nam đã được đăng trên các trang mạng xã hội trước đó. Được biết, ông Tổng thống đã viết một status cảm ơn Việt Nam ủng hộ Manila về phán quyết ở Biển Đông. Vào ngày 30 tháng 8, ông Marcos đã viết như sau: "Chúng tôi cảm ơn Việt Nam về sự ủng hộ đối với phán quyết của tòa trọng tài." Dòng thông điệp này được đăng ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phan Văn Giang, đến chào xã giao Tổng thống Philippines.
Thay vào đó, dòng thông điệp mới được sửa lại là: cùng nhau chúng ta duy trì cam kết thực hiện các giải pháp hòa bình, giảm leo thang căng thẳng và đảm bảo pháp quyền và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp được thăng hoa trong khu vực của chúng ta. Sự thay đổi thông điệp của Tổng thống Philippines liên quan đến việc Tòa trọng tài quốc tế đã ban hành phán quyết đối với vụ án Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Theo giới quan sát quốc tế, trong bối cảnh Philippines đang thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ, việc ông Philippines viết lời cảm ơn chính phủ Việt Nam đã ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là sự kiện hết sức quan trọng. Theo thông điệp ban đầu của Tổng thống Philippines, phía Việt Nam đã hoan nghênh phán quyết vừa kể trên và ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, trên thực tế Hà Nội chưa bao giờ lên tiếng chính thức ủng hộ hay không ủng hộ phán quyết nêu trên của Tòa trọng tài quốc tế, mặc dù các phát ngôn của Việt Nam từ trước đến nay đều hàm ý ủng hộ phán quyết này. Giáo sư Thầy Hèn đặt vấn đề không rõ bên Việt Nam có đưa ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc thay đổi nội dung từ ông Marcos hay không. Theo giới quan sát quốc tế, Việt Nam đã rất cẩn thận để không bị xem là nhập phe với bất kỳ quốc gia nào chống lại Trung Quốc, nên Việt Nam có yêu cầu thay đổi nội dung là hoàn toàn có căn cứ. Hơn nữa, trong cuộc họp với Tổng thống Marcos, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang vẫn khẳng định Việt Nam đang theo đuổi chính sách quốc phòng 4.0. Đáng chú ý, kết thúc chuyến thăm của tướng Giang tới Manila, hai bên vẫn chưa ký được một thỏa thuận nào ngoài một ý định thư về tăng cường hợp tác trong việc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ ngoài biển, y tế, quân đội. Việc Tổng thống Philippines phải thay đổi nội dung thông điệp có liên quan gì đến bối cảnh đấu đá quyết liệt trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay hay không, khi Tô Lâm vẫn chưa nắm được quyền lực tuyệt đối? Hơn nữa, một số ý kiến cho rằng trong các ban của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã và đang chỉ đạo tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, phải sử dụng hết công suất của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để phản ánh quan điểm chính thức của lãnh đạo lực lượng quân đội. Có những đồn đoán cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân thân Trung Quốc trong đảng để đảo ngược tình thế và hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm trước đại hội lần thứ 14. Phe quân đội được cho là muốn khẳng định rằng trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam thuộc về quân đội chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng như hiện nay. Có một số đồn đoán cho rằng sự trỗi dậy của các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, bằng việc sử dụng lực lượng dư luận viên đã buộc Tổng Bí thư Tô Lâm phải chấp nhận lùi bước. Theo đó, trước áp lực của phe quân đội, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là không những chủ động rời ghế chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội, mà còn âm thầm điều chỉnh lại những tuyên bố tích cực sau chuyến thăm Philippines của Đại tướng Phan Văn Giang. Không phải vô cớ mà có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm có làm Tổng Bí thư tại Đại hội 14 hay không là điều khó đoán trước được. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm tháo lui trước áp lực của phe quân đội và Trung Quốc có vai trò gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.